tiên là cái phần import cơ sở dữ liệu. Thì đầu tiên là bạn tạo một trống một cái cơ sở dữ liệu nhá. Đấy, tên cơ sở dữ liệu là đồ án tốt nghiệp gì đấy, bạn đặt đây này. Sau đó thì bạn chở file database. Thì ở file database này thì mình sẽ có các thông tin để kết nối cơ sở dữ liệu. Thì đây là cái tên database của mình. Của bạn như nào thì bạn đổi đúng thông tin như vậy. Đây, có bốn cái thông tin này. Tiếp theo nữa là cơ sở dữ liệu nó sẽ được tạo ở trong cái file Minergate này này. Đây, ví dụ như ở đây nhé, ở đây bạn có thể đổi nó sang một, trước khi chạy thì bạn có thể đổi nó sang một cái thời gian khác cũng được. Đây này, ở cái đoạn này này, bạn cũng có thể rename nó, refactor đây. Ví dụ như kiểu mà 2022, 2022. Đấy, bạn có thể đổi, ok hết, nó không không sao cả. Đấy, đây là cái tất cả các column của cái dữ liệu của mình. Sau đó thì bạn sẽ chạy cho mình một cái lệnh là gì? PHPAdd. Sau khi bạn đổi xong nhá, bạn đổi hết toàn bộ cái tên tên cái năm này này. Thì bạn PHPAddAttrition Minergate. Đấy, thì nó sẽ tự chạy. Ở đây nó đang bị lỗi. Một cái là user does not exit. Mình copy lại hàng này vào cho nó tránh được bị lỗi. Mình xóa này đi. Ở đây thằng Laravel khi mà bạn chạy lỗi một cái file này này thì bạn phải kiểm tra thử. Ở đây bạn nhìn thấy này, ở đây nó đã ghen hết tất cả các thông tin này rồi, nên là khi bạn chạy tiếp sẽ bị lỗi. Thì để cách ví dụ như kiểu dữ liệu của mình đang còn trống thì bạn cứ xóa trực tiếp chạy lại, tức là mình chưa chạy cái gì hết thì mình cứ xóa chạy lại, tiếp nó vẫn đang còn bị lỗi. Một cái nữa là đang user not exit default, chạy xem thử nó đang ở file nào. Search từ này xem thử nó đang nằm ở cái file Minergate nào. Cái này bạn cũng xóa này đi. Hoặc là bạn cũng có thể chạy cho mình cái lệnh là ppartition mirget rollback để nó clear hết toàn bộ những cái cơ sở dữ liệu ở đây. À đây, hai này nó còn thì thôi, nó sẽ không xóa được hết thì mình cũng sẽ đưa đốt bằng tay vậy. Chạy lại. À da, nó vẫn còn lỗi à. Phone. Cái này bạn xóa cái này cho mình nhé. Cho hai thằng này lên trước này. Đấy, để xem thử nó còn cái lỗi gì nữa không mà. Đây, mình chạy thử này. Đấy, ok. Thì hôm bản mình gửi cho bạn bản này thì bạn chỉ cần sửa cái đây, sửa cái rename lại cái năm ở đây nếu bạn muốn. Đây, sau đó bạn chạy ppartition minergate là được, thì nó sẽ dữ liệu nó sẽ tự động chạy lại các dữ liệu toàn bộ. Nó chỉ chạy tên table và tên tên table cũng như là các column thôi nhá. Đấy. Ok.
tiếp tục khi mình chạy xong thì ở đây nó sẽ khi vào làm vào web nó sẽ không không bị lỗi nữa. Tiếp tục là để mình sẽ vào phần admin nhé. Đã thì mình cũng đã đây để vào phần admin admin author login. Hiện tại thì tài khoản admin nó chưa có mà ở đây các bạn không thể tạo được bằng tay do là cái mật khẩu của thằng Laravel nó sẽ hát. Đấy thì ở đây bạn có thể 0946420924 mật khẩu là đây đây nhá. Bạn vào cái phần vào cái file sheet này, ở đây là mình sẽ sheet một tài khoản admin nhá. Đấy, mình sheet một tài khoản admin này. Bạn muốn đổi thông tin gì thì bạn đổi nhá. Đây là mật khẩu này. Sau đó bạn chạy cho mình là PHP artisan db set. Đấy. Để nó tạo một tài khoản admin. Đây. Tài khoản này nó sẽ nằm ở cái bảng là bảng admin. Đây. Bạn nhìn này, đây có thông tin này, đây là mật khẩu nó hát rồi nhá. Bạn login vào một tài khoản. Đây. Mật khẩu này. Và ở đây mình đã vào được trong cái phần admin này nhá. Thì đầu tiên là bạn sẽ có các thông tin như là ở đây thông tin. Cái này thì không cần. Danh mục này. Ở đây game, game của bạn thì bạn sẽ có những cái thông tin gì, danh mục của game, ví dụ như là game hot. Tiếp tục web game. Game Plus. Tại vì mình không rõ là game cái tên game của cái thông tin của bạn gồm những cái gì nên là đây nó sẽ có hai cái game này. Bạn nhìn bên này này. Đấy. Đây bạn nhìn thấy danh mục này. Cái ở đây là nó sẽ có một cái ảnh bên cạnh nữa, nếu mà bạn design được cái ảnh của cái danh mục này thì bạn cũng có thể design nhé. Đấy. Tiếp tục là ở cái phần đây, ở đây nhận là mình cũng sẽ sửa. Ở đây nhá, để sửa hết tất cả những cái các thông tin cái sang tiếng Anh ấy. Đây thì bạn sửa cái xe ba này này, xe ba này thì là sửa hết tiếng Anh thì nó sẽ nằm ở đây. Thì bạn sửa cho mình, bạn chỉ sửa cho mình là cái name này thôi nhá, còn không được sửa những cái mục này, bởi vì nó là cái router và những cái định nghĩa của code ấy. Còn name này thì để mình sâu. Đây ví dụ như sản phẩm là product này, thông tin là info này, attribute này, danh mục là đây là category này, đây product này. Đấy. Bạn nhìn thấy chưa? Đây nó sẽ loát hết về tiếng Anh. Tiếp tục là đây là đánh giá thì là rating, comment. Đấy. Ok chưa? Đây ở đây tiếp tục này, khi mà thêm mới này. Game hot gì đấy. Đây bạn chọn danh mục này. Ở đây là nhà cung cấp. Cái này thì ví dụ như thuộc tính nội dung content update. Đây, cái chỗ này là tiếng Anh nhá. Tiếng Anh này thì bạn có thể nhập cũng được mà cả ở cái nội dung tiếng Anh này thì bạn phải update ở đây thì ngoài giao diện nó sẽ hiển thị hết các thông tin tiếng Anh nhá. Đây ở đây là một cái ảnh này. Bạn đã lưu đi xem nó sẽ validate những cái gì. À. Ở đây nó đang bắt vay đến những cái giá trị của thằng product này là không được năn. Thì ở đây mình sẽ xóa đi một số cái dư thừa product này. Đây. Thằng này default. Đây thì bạn vào cho mình cái form của product. Đây mình đang fix một số cái lỗi của product này thì đây. Những cái này nó mà không có thì cứ để hết là không. Cứ set hết là không thì để cho nó sẽ không bị lỗi. Thế này. Game hot này. Content update. Cho một cái ảnh. Đấy, thì ở đây thì trong product này. Đây, bạn nhìn thấy thông tin
Đấy, cái game bạn nhìn thấy cái game của bạn nó sẽ là được hiển thị này. Game đây là cái sản phẩm thì mình sẽ đổi hết ra tiếng tiếng tên sản phẩm gì mình nhập trong admin, nên là nó sẽ hiển thị đúng như cái tên sản phẩm mà bạn mong muốn. Đấy. Tiếp theo là gì? Tiếp theo là cái ảnh cái đây là có một cái mục tin tức này, nó cũng cũng sẽ như vậy nhá. Bạn cũng có thể nhập hết tiếng Việt. Sao bạn có thể nhập thông tin là tiếng từ tiếng Anh. Còn ở đây cái schema này thì bạn cứ sửa vào trong cái file này cho mình. Đây. Nó là cái name nhá, chỉ sửa một cái name cho mình thôi. Tiếp theo là gì? Tiếp theo là những cái thông tin header này này. Đấy. Ở đây thì bạn để ý nhá, mình có cài một cái là debug 3 thì bạn để cái file env. Env này bằng true này. Đấy, hiện tại là true, nghĩa thằng debug 3 này nó sẽ hiển thị. Thì là nó sẽ hiển thị là cái giao diện này ở mình dùng Laravel ấy, nó sẽ có là view, tức là folder view, tất cả này nó đều hiển thị là view. Những cái nào mà sửa trong cơ sở dữ liệu thì mình đã hướng dẫn bạn sửa rồi. Còn một số cái là nó nằm thông tin ở trong item, như hôm trước mình có bảo ấy, nó là hard code, tức là nó fix ở trong code. Thì cách sửa như thế nào, bạn tự sửa luôn thì bạn sẽ biết được là cái source code của mình nó nằm ở đâu. Đấy, và mình sẽ support bạn khá là nhanh về cái phần này. Mình ví dụ nha, mình ví dụ đầu tiên là cái phần product này đi. Đây bạn nhìn nhé, danh sách đúng không? Bạn muốn sửa, bạn bật cái view bình thường, thằng đấy vào nó sẽ tắt như này, bạn kích lên. Bạn nhìn là bạn kích vào tab view nha, nó sẽ có tab view này, router này. Tất cả các query này, đấy, thì bạn vào cho mình cái tab view, bạn nhìn nhé. Ở trong cái giao diện này, danh sách này, nó sẽ có những cái view gì? Admin, product, index. Đấy, có nghĩa là nó đang sử dụng cái view view này, bạn nhìn nhá. View của thằng Laravel nó sẽ nằm ở phần resource. Đây, resource này, view này. Và bạn nhìn này, admin này, product này và index này. Đấy, nó sẽ cấu trúc nó sẽ như thế. Và hoặc là bạn có thể để ý trên này mình cũng hay để giống cái tên folder giống giống như giống để có thể mình có thể dễ hình dung. Đấy, product này. File index là file danh sách này thì bạn click vào. Đấy. Bạn sẽ thấy được là list đây thì là bạn đổi sang tiếng Anh mà Baragan Product chẳng hạn, hay là Baragan Game gì đấy thì tùy mình đổi như nào là tùy mình nhé. Đấy, bạn nhìn thấy chưa, nó sẽ thay đổi được hết toàn bộ. Đây, trong cái view này bạn nhìn nhé, có cái gì mà tiếng Việt bạn muốn đổi sang tiếng Anh thì bạn cũng có thể đổi. Đây, thêm mới này. Đấy. Còn đây là thông tin sâu từ DB thì nó là thông tin của DB rồi, thì bạn nhập tiếng Anh nó sẽ tiếng Anh, nhập tiếng Việt nó sẽ tiếng Việt. Đấy. Còn một cái phần nữa, tiếp theo là trong cái model. Đấy. Model thì cũng có một số tiếng Việt cần phải đổi sang tiếng Anh. Model thì nó sẽ nằm ở thư mục nào? Thư mục app này. Model này, đây, bạn nhìn này, model đấy thì sản phẩm thì nó sẽ là ở product đấy, thì bạn có thể nhìn. Đây. Mấy cái này cho nó có xuất xứ thì bạn có thể dùng dùng được, không dùng thì thôi không sao hết. Đây chỗ này mình có Việt Nam đồng hot, hot. Này mình nhìn thấy một cái từ hot. Đây. Hot. Yes. No. Đấy có thể hidden. À đây là sâu nhé. Đấy, bạn nhìn thấy nó sẽ hết. Đấy. Nó sẽ hết về tiếng Anh rồi. Còn một cái phần là cái lúc validate. Đấy, thì mình vừa hướng dẫn bạn cách sửa sang tiếng Anh sang tiếng Việt, tiếng Việt sang tiếng Anh, cũng vừa hướng dẫn bạn cách xử lý của nó luôn này. Ví dụ như khi bạn thêm mới nhé, bạn thêm mới bạn sẽ có những cái thêm bị lỗi. Đây, ví dụ này. Đấy, bạn nhìn thấy chưa? Đây. Những cái filter này nó là tiếng Anh. Thì nó tiếng Anh đã hết rồi thôi, nên thôi bạn sẽ không không cần sửa. Nhưng mà nếu mà để cần sửa ấy, thì bạn vào cho mình cái tiếp tục, bạn biết là cái phần model view controller thì là ở đây là mình biết làm sao để mình biết được cái view này nó đang xử lý ở cái controller nào. Đây thì bạn bạn kích vào cái tab router, bạn sẽ nhìn được luôn này. Admin product controller này nằm trong folder HTTP này, controller admin này. Đấy thì bạn có thể nhìn thấy luôn. Đây. Admin product. Admin product. Đây. Đấy bạn nhìn thấy chưa? Và nó làm một cái method là create này. Đấy. Create này khi mà submit thì nó sẽ là port này. Đây.
bằng kích vào file request này, đây ở đây thì ở đây hiện tại mình đang không không mình không có tầm cái tiếng Anh này sang tiếng Việt thì nó vẫn đang hiển thị tiếng Anh. Ok, đây ví dụ như ở đây nhá, bạn có thể sửa hết cho mình những cái trong cái request này này, bạn muốn sang tiếng Việt đấy, đấy thì bạn có thể sửa hết trong này. Những cái nào mà có tiếng Việt thì bạn có thể sửa ở chỗ message này thôi nhá, đây là một cái message thông báo thì bạn có thể sửa đấy. Ok, tiếp tục là ở ngoài đấy, là ở trong admin nhá. Ở ngoài này thì trước đấy là phần header và phần footer mình đã hướng dẫn bạn rồi, thì phần view này cũng sẽ tương tự. Phần view này thì bây giờ bạn sẽ không phải sửa lại nữa, bởi vì đa phần là nó đang lấy từ DB, thì DB bạn nhập tiếng Anh thì nó là tiếng Anh rồi. Chỉ mình, còn những cái hard code này thì cũng đã trước mình cũng đã sửa hướng dẫn bạn rồi. Tiếp theo là mình sẽ vào một cái trang category này. Đây, bạn nhìn thấy trang category này. Nó nằm ở cái view này. Product page product index này, front end page product index đây thì nó sẽ nằm ở cái view này. Đây, bạn tắt thằng admin đi, đây front end. Đấy, mình chia ra hai view là một cái view admin, một cái view cho phần front end này. Đấy, bạn click vào đây, bạn vào page này, index này, page product index này. Đây, chính là cái view category. Đấy, thì ở đây bạn sẽ nhìn thấy là có chữ trang chủ này. Đây, thì mình có sửa sửa lại thành home này. Đấy, bạn cũng vừa sửa vừa xem được số code để cần hiểu phần nào, không hiểu phần nào bạn cũng có thể là vừa sửa rồi vừa hỏi mình cái nào mà bạn không, bạn cần hỏi bạn nếu lại vòng file cho mình thì mình sẽ quay support. Đây, đây là đây, bạn nhìn thấy các thông tin này tiếng Việt thì bạn có thể convert sang tiếng Anh mới nhất này, new này, ld này. Đấy, tiếp theo bạn click vào đây, đây thì là thông tin sâu từ sản phẩm rồi. Đây, cái đánh giá thì bạn đổi thành nhà rating. Đấy, đây đa phần ở cái video này thì mình cũng đã hết, nó sẽ toàn đa phần nó sẽ toàn tiếng Anh hết này. Đây là đổi, mình sẽ đổi thành từ vote để cho nó dễ. Cái danh mục thì đây, danh mục thì sidebar này, bạn click vào sidebar này, đây bạn có thể update cho mình thành category. Đấy, tiếp theo nữa là ở đây như mình nhớ có một con một số từ, có một số từ thì mình không biết thì bạn cũng có thể sửa được nhé. Sort thì bạn có thể tự update thêm lại nhé, mình nhớ tiếng Anh mình không không rõ lắm. Đây ví dụ nhờ cái view này chẳng hạn, đây mình tiếp tục mình sẽ vào chi tiết sản phẩm, đây là chi tiết sản phẩm thôi. Đây product này là front end này, product detail này, index này, product detail đây, index này. Đấy, bạn có thể đây là như game. Đây là phần là toàn tiếng Anh này. Price. Đây info chẳng hạn này. Info. Đây ở đây thì có bạn thấy thích sửa cái gì sang tiếng Anh thì bạn sửa. Category này. Đấy. Ở đây là content. Đấy. Comment chẳng hạn. Đây bạn có thể convert sang nhé. Đấy. Ok. Đây thì các view khác nó cũng sẽ tương tự thôi. Thì bạn sửa nó cũng khá là nhanh, bởi vì trước đấy mình đã support một lần rồi, thì ở đây bạn cứ thêm dữ liệu rồi chỗ nào có tiếng Việt mà sửa tiếng Anh mà bạn không sửa được thì bạn cứ ping mình sẽ hỗ trợ bạn.